Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip về vị tướng để mà đi support nha các bạn. Hôm trước thì mình có làm mấy cái vị clip ví dụ như là Toro rồi đi support đấy các bạn. Xong rồi thua ấy, mình ức chế quá mình lại đi AD với cả đi rừng. Và cái kết thì lại thắng các bạn ạ. Hôm nay thì mình quay trở lại làm clip về vị tướng Bazoom đi support, xem có thua không nha. Sao mà thua được đâu các bạn. Chắc hôm bữa là do mình đen thôi. Còn hôm nay không đen tí nào các bạn ạ. Nó đỏ là sẽ gọi là lây nhau ấy các bạn. Ui dồi, ui giời ơi, 5 điểm rồi anh em ạ. Mà Ganga mà có cái tốc biến là xác định rồi, xong luôn, chiến công đầu luôn. Các bạn biết tại sao mà trận này mình lại bảo không đen không? Tại vì á, tem bạn ấy Caffeine nó đi rừng anh em ạ. Tem bạn không có AD nhá. Ghê không các bạn? Khoái không? Ây giời, ngảy cái coi. Ăn mừng chiến thắng trước khi chơi coi. Ây giời, Bình nhìn là biết cái kiểu này là tem bạn là sẽ toang rồi. Trận này chỉ cần vị tướng gọi là Elsu bắn thường thôi là cũng thắng nữa. Không cần phải ngắm chiêu 2 cho nó chuẩn đâu các bạn ạ. Này, này, này thì thay vì vị tướng AD thì tem bạn quyết định cầm vô cát xuống đường dưới các bạn ơi. Rồi, bị bắn rồi, bị Elsu nó dã cho một phát vào người rồi. Thốn này, quá thốn luôn rồi. Sao lại bạn phải trốn như thế nhở? Ra đây solo với mình luôn đi, ngay không làm gì. Chúng ta là người một nhà mà, support với nhau mà, đồng nghiệp. Ui dồi ôi, anh kia anh nhảy hụt các bạn ạ. Anh Grinat anh nhảy hụt. Ui dồi ôi, thôi xong. Trời ơi là trời, nghéo luôn vị tướng Grinat anh em ơi. Bạn ấy chạy sớm là ngon rồi, bạn còn đứng trong trụ bụi nữa. Bạn tính gọi là Zata nó không làm được cái gì sao á. Nhưng mà Zata đứng trong bụi nó vẫn ulti được các bạn ạ. Vãi trưởng luôn. Bắn, hay quá. Hụt rồi còn đâu mà hay, trời. Bắn hụt nó mới hay á. Bắn trúng nó không hay đâu, không giòn đâu. Cọ một cái này. Wow. Ôi, mấy cái thằng kia, mày quấn đồng đội tao mày. Thằng khốn nạn. Trời ơi là trời, không làm ăn gì được các bạn ạ. Tao bốc đầu mày ra đằng sau nè, ulti rồi hả? Mày hả bưởi, vô đây, Elsu trốn đi bạn ơi. Trốn đi bạn ơi. Ui giời ơi, trời ơi chết cả hai luôn. Ôi vãi nồi ạ. Chết cả hai luôn ạ. Mà chỉ bạn Elsu bạn ấy trốn đi là nó không dám băng trụ rồi. Không mà không khoa đấy, chắc là nó xác định băng trụ luôn, tại vì tên bên kia nó đông quá. Đâm ra nó quyết định để chơi luôn đấy các bạn ạ. Mấy ngày nó ác lắm. Chơi là nó băng trụ liền. Nhất là khi mà gọi là tụi nó đi đánh cùng tem với nhau nữa thì thôi luôn. Tha hồ mà, hoặc là nó bật mic đi nói chuyện với nhau ấy, thế là nó yo một nùi luôn các bạn. Bấm ấy. Sao cái chiêu 2 của vị tướng ấy nè, kỳ ta, nó giống chiêu 2 của Batman quá vậy. Con quái chết mà mình không ăn mới đau chứ, thật là vô lý. Rồi mình sẽ lên cho nó cái khiên nha, bảo vệ đồng đội mình, tại vì cái con Zata nó chỉ cần bay lên một phát ấy là mình sẽ bật khiên lên cho đồng đội mình nó trâu thêm một tí các bạn ạ. Vô cát này nó thốn phết nhở. Quăng một cái trúng một cái bắt đầu nó sẽ sử dụng cái chiêu nó bay vào mình, xong rồi nó xoay một cái nó chạy luôn, mình hết khúc máu, mình không cấu rỉa được tí nào, thật là vô lý. Cũng lâu rồi không đụng tới con tướng Bazoom này các bạn. Bazoom là một cái con tướng trợ thủ nó khá là trâu bò. Nếu mà con này mà gặp AD hay á thì thực sự là quá tuyệt vời luôn. Xong nó rồi. Ra đây bắn thường này Elsu ơi. Ra đây bắn thường mà ăn mạng này bạn ơi. Hay quá. Đấy, cứ phải thế không? Mày sướng không? Quá đơn giản như đan dởt luôn. Chết này. Ý giời. Cố lên. Mình về mình hồi máu cái mình sẽ lướt lên cái này. Bùm, tắc. Ui dồi ôi,
gõ gõ một cái. Wow, thiệt đáng sợ quá đi. Bùm, đồng đội tôi đâu rồi? Chết chưa? Chết nghẹo của tỏi rồi các bạn ơi. Thôi, cứ đi nát mày mà làm gì vậy? Ôi giời ơi, anh ơi là anh ơi. Tự dưng băng màu trụ làm cái gì? Bay vào tụi nó làm cái gì thế? Này thì bướng này, không hết tung được kìa, xàm xí vậy. Chết rồi, một mạng rồi. Một bé nó phải nằm xuống luôn rồi. Một, hai, mày ra đây. Bục nè, trụ bắn nè, xong rồi, double kill rồi. Vô cát vào đây luôn. Bạn ơi, vào luôn đi bạn ơi. Tưởng bạn vào luôn, bắn trụ hốt hàng mình luôn. Mình có sợ bạn đâu mà. Né. Cái thằng bố cát nó quăng trúng chiêu 2 một phát, nó bay vào nó chọc mình liền. Khả năng bố cát về rồi các bạn ạ. Nếu mà nó còn ở đây là nó sọc mình liền các bạn ơi. Oh, wow, bay với chúng tôi à. Mất cái tốc biến với nó các bạn. Ra tài thì bạn đánh hay thế. Bay như chim luôn. Không hiểu sao thả ra ta ra nhỉ. Mình chơi ra ta cũng hay lắm. Nhưng mà khó chơi con đó các bạn ạ. Thấy hôm qua có bạn bình luận bảo là Zata sắp bị giảm sức mạnh rồi, anh chơi đi. Nhưng mà con đấy nó bị cấm suốt đi, có khi nào chơi mấy đâu. Muốn chơi anh chả chơi được ấy. Chứ mình chơi Bayata được mà, cũng đơn giản thôi, không có gì khó đâu. Đường trên nát quá rồi. Tên bên kia nó bu một nùi ở bên trên rồi. Ồ, đợt này cái trụ tem bạn mất rồi. À, cái thằng bố cát này nó lì hả mày? Mày lì hả mày? Mày lì hả mày? Này thì lì với chúng tôi nè. Eo ơi, cái con tướng Helen kia nó mới đây mà nó đã chạy xuống dưới rồi. Nhanh thế nhở? Ui. Anh nheo rùi. Bắn thường dùm em các anh ơi. Anh cứ chạy ra anh bắn thường thôi. Bắn tay thôi. Ngắm làm meo gì. Chơi game cứ đứng ngắm. Bắn thường thôi. Cần gì mình ngắm. Buồn thật sự. Piu piu piu. Eo. Cứ ngắm vậy bắn không trúng là nó không có sát thương luôn. Còn nếu mà mình không ngắm mình bắn thường đau lắm anh em ạ. Bắn tóc 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 một cái sướng lắm. Phê lắm. Eo su đánh thường đau đau mà. Anh đánh đứng anh ngắm chán. Bấm 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 bấm. Én. Rồi ok mất trụ dưới rồi. Di chuyển đây, di chuyển ra khu vực đứng giữa đây anh nha, đây ơi. Bấm 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 én đi. Mà lên luôn hả? Không thèm ra đường giữa luôn hả? Nghe ông su theo mình chơi lớn quá các bạn. Mình phải biến về cái mày chết. Trời ơi, chôn không được nó rồi anh em ơi. Chết mày nè. Mẹ mày chứ, mày dám đánh một độ tao. Mày chết mày em đi. Chơi mày luôn này. Solo không? Solo không? Trời ơi lại trời. Buồn quá. Bảo kê không được yêu su buồn quá anh em ơi. Eo su mình bật cái ấy rồi. Bật cái khiên rồi. Mà cũng không cứu được. Mà eo su nó sử dụng luôn cái tốc biến rồi. Vẫn chết. Vãi diệt. Pam. Pam. Váy chặn. Úi dồi ôi. Nghe mà thấy bảo ra ta nó sắp giảm sức mạnh. Giảm cái gì thì cũng không rõ các bạn. Bắn đúng rồi đó. Grenade đang bay như một vị thần các bạn ạ. Grenade cho mình nó phế vai nổi ra. Hình như Grenade không biết chơi anh em ơi. Thật sự luôn ấy, thấy bạn này bạn chơi kém lắm. À, chém tôi ở bạn. Sao? Trời ơi. Trời ơi, nhảy à? Nhảy với chúng tôi các bạn. Nhảy với chúng tôi nè, nhảy với chúng tôi là 1 2 3 headshot. Đánh nó, phang nó đi, chơi nó đi. Trời ơi nó hồi máu má ơi. Hồi quá trời máu luôn rồi, ma lốc vỡ không chết kìa các bạn. Ôi ảo ma thật chứ. Trời ơi, cứ đi ra cho mình 03. Eo su thì 1 năm, mỗi giời ơi. Buồn quá anh em ơi.
Sao trận này lúc đầu mình thấy team mình nó êm êm rồi mà cuối cùng cái kết sao nó như thế này nhỉ? Chán thế không biết. Cái thằng Cafeini nó bắn mình. Ôi, cứu mình với các bạn ơi. Ôi xong rồi. Chết bạn rồi. Xong luôn, Cardinal chết không kịp ngáp luôn. Cố lên. Hay quá trời luôn. Zuka nhảy. Ôi giời ơi, mày nhảy cái gì vậy mày? Sao lại nhảy ở cái chân mình? Trời ơi là trời, cái thằng Zuka. Oh my god. Cho nó nhảy cái gì vậy? Nó nhảy ngay ở chân của nó luôn các bạn ạ. Hay là nó bị mất trọng lượng ta? Mất cái gì nhỉ? Nó nhảy cái méo gì mà nhảy ngay chân mình được? Tôi cũng chịu luôn ấy. Ui giời ơi. Ao. Chấp tem bạn cái trụ. Chấp tem bạn cái trụ à? Coi thưởng tem tôi hả? Tôi nói cho bạn biết nha, tem tôi có chùm Cristnat, Petsuka, ông hoàng bắn tỉa Eosu ở đây. Tem bạn tuổi gì mà đòi đấu với tem tôi? Trời ơi, chấp tem bạn cái trụ. Ý là của tem bên kia nó bảo á là nó chấp cái trụ bên dưới á các bạn. Ăn một cái trụ thôi á, không có ăn được cái trụ thứ hai đâu á. Chấp một cái trụ thôi đấy. Chưa đâu bạn ơi. Xin thông báo với các bạn luôn. Tôi chùm Bajum. Một mình tôi chấp hết. Cứ từ từ các bạn. Tí nữa mà gần ai sẽ gánh team cho anh em xem. Không trông chờ gì AD rồi dừng rồi top, nhưng mà trông chờ vào MNGA được các bạn ạ. Tại vì MNGA nó là con tướng mạnh, chỉ cần bạn ấy biết chơi thôi là ổn áp rồi. Ai chà, Malok kìa, quánh nó ăn. Quánh chiêu vào thấy mẹ luôn, sợ đéo gì. Ôi rồi, bốc được rồi bạn ơi, quánh nó, rồi nam nó, super soi nó, giết nó. Ui giời ơi, thôi chết bồ tôi rồi, ôi trời ơi, cứu tôi với các bạn ơi. Ma ơi, một nùi nó vào mình, nó hút mình các bạn ạ. Đồng như kiến cỏ luôn, vãi cái trường. Cái thằng Malok cần chết thì mình lại chôn nó lại. Buồn. Quá buồn cho một cuộc tình. Hay quá. Support báo. Báo thiệt. Đấy, cái ông Zuka này, ông toàn nhảy dưới chân mình thôi à. Cái thằng Malok anh ăn chết rồi, mình vẫn chưa cuối kế nó chôn nó luôn. Trời ơi là trời. Không hiểu kiểu gì luôn. Buồn quá đệ. Trận này hơi khó ăn rồi. Mất cái trụ bên giữa rằng rỡ rồi. Đi. Mọi người nghe theo tôi nè. Đẩy lính ở đường dưới trước nè. Mình sẽ lên cái áo tròn thằng Re nha các bạn. Lên cái áo choàng nó. Để nhau kìa, dừng ơi. Xuân bà sao tụi nó đi, dừng ơi. Từ từ. Eosu ơi, bỏ đi bạn ơi. Eo hiểu kiểu gì Eosu đứng ăn các bạn ạ. Ôi giời ơi. Nó đi trong bụi nè. Bỏ cái con Kasai đi. Ăn thế nào được nó mà đi ăn. Chơi nè. Mày hả bưởi. Xong hai thằng đó rồi. Dứt cái thằng kia. Dứt nó. Vâng. Đây là. Chạy ra. Ái chà. Chạy thôi. Mở con gái chết ngắc rồi. Ơ. Cuối cùng thì Cardinal cũng ăn được một mảng kìa. Ngon kìa. Thôi. Thì mình đánh ấy quá. Đánh không có đồng đội. Húc ra đằng sau nè. Xúc bà soi nó. Ôi dồi ôi. Thôi. Đi về bạn ơi. Về đi bạn ơi. Pum. Ái chà. Uầy ơi. Áo choàng thần ra. Về hồi máu cái nha. Hay quá mờ anh nha ơi, cố lên bạn ơi. Đây, tôi tới rồi đây. Chết mẹ mà chưa. Xạo hả? Hay quá một bé ơi. Này thì láo nháo nè. Đừng có sợ. Cái thằng này phải chết. Mày xạo hả mày? Chấp tem bạn một trụ à? Bốc phét hả? Dám gọi là ảo tưởng sức mạnh à? Coi tôi nè.
Có anh tôi nè. Rồi ăn con casa là win thôi. Đấy, em là dễ các bạn ạ. Ơn nhau các bạn combat thôi. Combat đẹp một phát là lực ngay. Đảo quá. Lực kèo liền các bạn. Ăn đi. Thôi, Zuka ơi, thôi. Thôi nữa mà, định mạnh cái thằng Zuka này. Sao mà dại thế hả em? Sao mày ngu vậy vậy? Tem đang ngon lành cảnh đảo, nó lao cái đầu trâu nó lên. Trời ơi, quái được trưởng à. Lao lên làm cái gì không biết nữa. Chơi thì không biết đánh nữa mà lao lên. Không sao. Trận này vẫn chưa thắng được. Không sao anh em ơi. Ui, lag quá. Ây ạ, lag quá anh em ơi. Lag kinh khủng luôn. Ui ôi, chả như thấy cái mẹ gì. Hay quá, đánh nó. Super soi nó. Đúng rồi. Lùm luôn. Chơi nó. Bấm. Mày hả ra ta. Ok con dê. Thế bạn chết 4 người rồi. Bây giờ còn 1 người thôi. Ép win thôi, win cái đầu mày ấy. Đồ rốt nát. Đập nó. Ừ, ok được chịu rồi, đi về. Không ra đập chết á. Cái thằng Zuka nó dại thật chứ. Không biết chơi, lao đầu vào cái thằng Cavini làm cái gì trong khi đó. Cái thằng Cavini mình đang me nó. Nó mà gần con Casa là mình bốc đít nó ra là vừa ăn được Casa là vừa ăn được mạng luôn. Đây nó lao cái đầu lên cho người ta giết. Thế là tem mình có bát thiếu người luôn. Đáng lẽ có Zuka nó sống là thắng rồi đó. Cày thật sự. Bức xúc thật sự, nhìn cái thằng Zuka chơi mà ức chế. Clip sau mình chơi Zuka nha các bạn. Mày hả bưởi. Cho các bạn xem mình chơi Zuka như thế nào. Mà cái thằng Zuka này nó đánh dại lắm, nó không biết chơi. Thay chiều không biết xài luôn á, ức chế quá giờ ấy nha. Ức chế mày lắm rồi mày. Mày ơi. Ký đầu mày giờ. Từ từ, bình tĩnh. Ui, nó đang ăn con bù xanh em ơi. Nó đang ăn bù xanh, chết mày chưa, tao chôn mày nè. Không chôn được ạ. Rồi, Maloc nhảy xuống, bốc đít ra làm sao. Chơi nó đi, mình trâu lắm anh em ơi, nhảy vô, lượm hết cho nó đi. Mình trâu lắm, đừng có sợ, yếu su đâu rồi, xúc nó đi bạn. Yếu su bỏ của chạy lấy người rồi, ôi trời ơi. Xong win luôn. Đẩy cây máu méo đánh nhau luôn. Để cho tem nó rồi đánh ông đội mình chết luôn. Cứ đứng ngắm chiêu hai bắn hụt. Bà nội cha nó sao mà gặp thứ gì đâu ngày trận này trời. Chơi mày nè. Chạy đi. Mình chôn nó rồi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Eo su chạy đi. Ây da. Cứu được đồng đội. Sống. Êm. Đúng không? Chôn đẹp không? Ây giời, mình chôn vào đấy quá chuẩn luôn, quá đẳng cấp luôn. Bắn thường thôi, Elsu chỉ cần bắn thường thôi, cần đéo phải ngắm. Sao nó cứ thích ngắm thế này thế nào nhỉ? Mình bắn chiêu hai hụt đó nhưng mà mình bắn thường là chết. Úi giời ơi. Không sao. Còn nước còn tát. Mất con Casa này thì mình ăn con Casa khác. Đây, Casa đây rồi anh em ơi. Mày hả mày? Thế mình đang thiếu người không combat được. Maloc. Lấm. Nó chết rồi. Ê. Ăn con Casa này là win thôi anh em ơi. Giời, thiếu một con ga. Là 4v4 hả? Một anh muốn được. Ăn đi. Nhanh. Húp nó đi anh em. Đứng đây mình canh cho. Hello bảng. Đó, mình chạy ra chỉ hù nó thôi các bạn ạ. Mày. Hù nó thôi cho đồng đội mình ăn Casa thôi. Xong rồi các bạn ơi. Xong rồi. Thế mình đang có rất đông hùng ăn đây. Bốc đít ra đằng sau. Táng vào đầu nó. Lụm đầu nó. Thế mình có 2 người. Ý đồn thêm bạn có 3 người thôi. Ôi trời ơi. Win rồi anh em ơi. Là kèo. Tuyệt vời. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu. Đâu rồi? Thằng nào nãy bảo là chấp một mạng ấy nhở? Ai ta? Nghe nói thêm bạn chấp một mạng hả? Nghe nói. Rồi, chơi nó. Ulti vào mặt nó nè. Wow, sao mà thêm bạn đông dữ vậy? Ui, trời lắc quá.
Ây dồi, thật chết tôi rồi. Không sao. À, sao mà tem bạn nó ra nhanh vậy? Trời ơi, mẹ ơi, thằng Ma Lốc. Rồi, xong luôn. Cố lên. Thôi rồi, lụt ơi luôn. Tem mình chết hai người. Tem bạn cũng chết hai người. Eo Su đâu rồi? Tem bạn còn có hai người thôi. Ui dồi, thằng Cà Phê Ni nó bắn mạnh lắm. Thôi, bỏ đi bạn ơi. Thôi, bỏ đi. Chưa thắng được các bạn ạ. Trời ơi, tưởng hoa đã thắng được rồi chứ. À, pha đó lao lên mà sao tem bạn nó ra đúng lúc thế. Nó mà ra không kịp là mình lấp cái trụ nó rồi. Mình chôn nó rồi đấy chứ. Nhưng mà mấy thằng kia bên kia Ma Lốc nó nhảy ra đùng, khó quá anh em ạ. Không sao, còn nước còn tát. Cứ từ từ, khoai nó cũng nhừ. Trời ơi, tưởng phải đã thắng được rồi. Điệt nhờ. Không sao. Hấp dẫn. Anh em cho mình một like đi các bạn ơi. Bác cái trưởng. Đánh thế không ai like cho mình. Buồn, thật sự. Yo, chơi nó nào. Tem mình nó dở quá. Tem mình mà nó hay thì nãy giờ thì cũng đâu đến nỗi gọi là như thế này đâu. Mà nó dở được có mỗi gần mà gắn ga trận này chơi ổn thôi các bạn. Còn rừng với cả AD với cả top thì thật sự. Ủa, sao anh Ma Lốc kia anh làm trò gì đấy? Ý lộ anh Zuka làm trò gì bên trên nó vậy? Ơi rừng nó sao chết rồi? Ôi. Uầy. Sao Ma Lốc lại solo với Zuka? Ý lộ Zuka sao lại solo với Ma Lốc này? Chôn nó rồi, giết cái thằng Ma Lốc. Giết nó. Mình chôn mấy thằng kia rồi. Ôi giời ơi. Sao không giết được cái thằng Ma Lốc đấy? Ai cha má ơi. Ôi giời ơi, chết tôi rồi. Thôi. Xong rồi. Ôi Zuka yếu thế, đánh mãi không chết Ma Lốc ạ. À. Đánh mãi không chết Ma Lốc luôn. Mình chôn ba thằng kia lại rồi mình quay quần. Nhưng mà sao mà Zuka đi solo Ma Lốc làm gì? Bắt AD không bắt Ma Lốc ạ. À. Thắng được không? Các bạn thắng được không? Không thắng được đâu. Chưa chắc đâu. À, nhưng mà con còn có hai người. Cố lên bạn ơi, cố lên mà gắn ga ơi, không có lính. Hay quá. Các bạn băng trụ như vậy là đúng hay luôn rồi đó. Không có lính kìa anh em. Ngon. Ôi Zuka ơi, tại sao mày cứ thích đè thằng Ma Lốc mày đánh mày? Tại sao? Sao nó đánh được Ma Lốc mà nó cứ đèn Ma Lốc sao đánh vậy? Trời, cái thằng Zuka này mày bị làm sao ấy? Chết tôi rồi. Xong tôi rồi. Tôi ra rồi. Sống hộ cái bạn. Bạn ơi, bạn sống hộ mình cái này. Bạn sống đúng không? Mình sẽ bốc đít bạn ra đằng sau này. Ui giời ơi, nhảy luôn cơ à. 3 đánh 1 không chột cũng què. 1, 2, 3. Tốc. Ây da. Giết nó. Giết. Nhảy. Thả chỗ 1 trước rồi nhảy bạn ơi. Không biết combo của Krina là bạn ơi. Hồi chiêu cuối chưa? Mình câu kéo nó cho nè. Thả chiêu một trước. Sao mà cái thằng Krina này nó đi biết chơi anh em ạ. Nó không biết xài chiêu một luôn á. Chiêu một mày đâu? Còn sống mà. Nhảy. Ôi giời ơi. Mày qua ăn được nó không phải tí thì chết anh em ạ. Rồi vô cát nó dí tận đít rồi. Chôn mày nè. Cái thằng Krina này nó không biết sai chiêu 1 anh em ơi. Nó nhảy một cái nó lướt chiêu 2 luôn. Nó không biết sai chiêu 1 luôn. Hay là nó bị lỗi chiêu 1 nhỉ? Kỳ ta không biết chơi ạ. Zuka thì nhảy dưới chân mình. Còn Krina không biết sai chiêu 1. Ôi trời ơi. Không hiểu kiểu gì luôn. Tem bạn thì như một vị thần. Tem mình thì như mấy cái thằng đần đánh nhau. Bó tay. Lên cái này là nó. Đó. Khỏi cần giày anh em ạ. Mình trâu rồi. Khỏi cần giày. Vào mình gọi là đỡ đòn thôi, khỏi cần giày. Tem mình và tem bạn mỗi tem thiếu một người. Chơi. Chơi nó. Super soi nó anh ơi. Super soi nó. Chơi bạn ơi, nó sắp chết rồi bạn ơi. Bạn Eo Su ơi. Ủa? Eo Su ơi, lên nào, mô ra ra. Lên nhạc. Ôi giời ơi, bắn nó bạn ơi. Các bạn ơi. Cứu mình các bạn ơi. Mạnh nó mới chạy. Ui dồi, ăn được một mạng rồi. Ủa cái thằng Eo Su đầu xanh á. Ủa Eo Su tên mình đâu ấy? À đây. Trời mẹ cái thằng Eo Su sao? Sao lúc mà mình lao vào cái nó cũng chạy theo mình xong rồi nó chạy đi đâu mất tiêu nhỉ? Ủa sao mà kỳ thế?
Sao mà đang đánh nhau, sao nó lại chạy đi đâu mất tiêu, nó để mình chết. Mà nó đầy cây máu, nó chạy đi đâu, nó có ra bộ mạnh, nó còn đầy cây máu, xong rồi nó bỏ đi đâu luôn. À, xong rồi tức thế nhỉ, sao mà gặp cái gì đâu, không phải trời. Ôi giời ơi. Quá mệt mỏi. À, thế không biết. Chán. Sao một thằng mà nó ngáo thôi, chứ ba thằng nó mẹ giống nhau thế này thì đánh kiểu gì bây giờ, trời ơi. Sao không có ai, một có mỗi mở gắn ga, sao cái anh nồi. Nó ăn gà sai kìa. Ây da, đầu sắt nữa. Trôn vào nó. Mí nó. Thôi xong rồi anh em ơi. Ơ, quên, con này đâu có không chui được qua tường. Toang rồi. Để nó ăn gà sai thế này là thua rồi. À, nãy gần thắng rồi cuối cùng. Nản. Đừng nha. Đừng nha. Đừng có quánh tôi nha. Xong win. Thua anh em ơi. Thất bại rồi. Hôm trước chơi support rồi liên tục những trận khác thất bại. Một thua hết 2 trận liên tục. Này chơi ba dùm lại thua nữa rồi. Thôi chắc rồi. Có ca xa sao đánh được. Trận sau mình sẽ làm clip về vị tướng Zuka cho anh em xem nha. Điện thấy thằng Zuka này chơi mình chán quá. Bầm chiu. Ok anh em, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Bạn nào mà muốn thì vào số nhỏ chúng ORG nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Mình nghỉ đây, trận này phế quá. Không gánh được team rồi. Bye bye anh em nha.